Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm chính. Phẩm thọ học, vô học nhân ký. Phẩm này gồm bài chánh văn, có kèm theo các bài giảng giải do Hòa Thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Thuần Giác ghi chép lại, Minh Quang đọc. Lời đầu phẩm. Đến đây, hàng hữu học và vô học mới nhận ra tri kiến Phật của mình, tự nhận mình có phần trong Phật thừa, mong được Phật thọ ký. Phật thọ ký các ngài trong tương lai đều sẽ thành Phật. Thọ học vô học nhân ký nghĩa là thọ ký cho hàng đệ tử hữu học và vô học. Hàng hữu học là người tu chứng từ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Tôn giả A Nan và La Hầu La bấy giờ còn ở trong dòng hữu học. Hàng vô học là những người tu dứt sạch lậu hoặc, chứng A La Hán. Phần chánh văn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm thọ học vô học nhân ký thứ 9. Bấy giờ ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy. Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần. Chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng đệ tử thanh văn, bậc học cùng vô học, 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Phần giảng kinh. Tôn giả A Nan và La Hầu La là 2 vị gần gũi với Phật nhất. Lòng tha thiết muốn được thọ ký nên cùng đứng lên một lượt trình bày sở nguyện của mình. Tôn giả A Nan đặc biệt là hộ trì tạng pháp. Tôn giả La Hầu La là con của Phật. Tất cả hội chúng ai cũng đều biết là chưa được thọ ký. Nay mong được Phật thọ ký để mọi người được mãn nguyện. Thấy 2 vị đứng dậy thưa thỉnh thì hàng đệ tử hữu học, vô học đồng hưởng ứng cũng mong được Phật thọ ký. Phần chánh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức đức Phật, hộ trì tạng pháp, dạy sao chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát, vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn, Đức Phật đó thọ mạng vô lượng 1000 muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong 1000 muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đến vô số kể chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương đó được vô lượng 1000 muôn ức hằng hà sa các đức Phật Như Lai ở 10 phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Này ta nói trong tâm, A Nan người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, dạy sao thành chánh giác, hiểu rằng Sơn Hải Huệ
tự tại thông dương Phật, cõi nước kia thanh tịnh, tên thường là Thắng Văn, giáo hóa các Bồ Tát, số đông như hằng sa. Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng. Chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như các sông Hằng, ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo. Phần giảng kinh. Trước hết là Phật thọ ký cho tôn giả A Nan, cúng dường 62 ức đức Phật, hộ trì tạng pháp, sau sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Dương, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa chúng Bồ Tát, cũng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tên nước là Thường Lập Thắng Phan, tức là thường dựng cây cờ thù thắng. Kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn, tức là kiếp đó có tiếng nhiệm màu khắp cả. Thọ mạng vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Sở dĩ Ngài được thọ ký như thế là vì do công hạnh tu tập của Ngài chứa nhóm mà được vậy. Phần chánh văn. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các vị nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật không dương, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay, nghe và cũng biết bổn nguyện. Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ, vô lượng các Phật pháp, như chỗ nghe ngày nay, còn nay không còn như, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Phần giảng kinh. Tôn giả A Nan được thọ ký rồi thì hàng Bồ Tát sơ phát tâm, trong đại chúng khởi nghĩ: tại sao mình tu hạnh Bồ Tát chưa được thọ ký mà Phật thọ ký cho hàng thanh văn, như vậy là lý do gì? Nhân đó Phật mới giải thích lý do. Hồi thời Đức Phật không dương, Tôn giả A Nan cùng với Phật Thích Ca đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xong, Tôn giả A Nan thì ưa học rộng, Phật Thích Ca thì tinh tấn tu hành, nên nay Ngài đã thành Phật. Tôn giả A Nan thì còn hộ trì pháp Phật. Đó là nguyên nhân mà Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan phát tâm đồng thời với Đức Phật, nhưng vì Ngài nghiêng về học vấn, nên thông thì có thông, mà ngộ thì chưa, nên phải hộ trì tạng pháp Phật của 62 ức đức Phật mới chứng thành Phật đạo. Thế nên người tinh tấn tu hành và người ham học rộng biết nhiều, kết quả sai biệt như vậy. Tuy nhiên, không phải đặt nặng phần tu mà thiếu phần học. Nếu tu mà không học thì tu mù, tu sai, kết quả cũng không tới đâu, tự mình không lợi ích, cũng không giáo hóa được người. Nếu lấy sự học hiểu làm trên, thì thời gian học hiểu chiếm hết, không có thì giờ tu và giáo hóa, thì công hạnh tự giác, giác tha, làm sao viên mãn thành Phật. Học tuy khó, mà nhiều người ham, tu thấy dễ mà ít người kham nổi, cần phải nỗ lực cả hai mặt. Phần chánh văn. Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La:
ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu Đạo Thất Bủ Hoa, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số di trần trong 10 thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đức Phật Đạo Thất Bủ Hoa đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi. Hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Phần giảng kinh. Kế đến Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La, cúng dường chư Phật nhiều vô số, di trần trong 10 thế giới, và cũng thường làm trưởng tử chư Phật, với tâm cầu Phật đạo, tu mật hạnh sẽ thành Phật hiệu là Đạo Thất Bủ Hoa, quải nước thọ mạng giáo hóa cũng như Đức Sơn Hải Tự Tại, Thông Dương Như Lai. Phần chánh văn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người, chí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan: Ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan: Các người sẽ cúng dường các đức Như Lai như số di trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sau đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là Bủ Tướng Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp cõi nước Trang Nghiêm, Thanh Văn, Bồ Tát, Chánh Pháp, Tượng Pháp thảy đều đồng nhau. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 2000 thanh văn đây, nay đứng ở trước ta, thảy đều thọ ký cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các đức Phật như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thảy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng để chứng huệ vô thượng, đều hiệu là Bủ Tướng, cõi nước cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, thảy đều không có khác, đều dùng các thần thông, độ 10 phương chúng sanh, tiếng đồn gian khắp cùng, lần nhập vào Niết Bàn. Lúc đó, bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng: Thế Tôn đèn huệ sáng, con nghe tiếng thọ ký, lòng vui mừng đầy đủ, như được chứa cam lồ. Phần giảng kinh. Sau cùng, Phật thọ ký cho hàng hữu học và vô học, cả thảy 2000 người, về sau cúng dường chư Phật, nhiều như số di trần, trong 50 thế giới, cũng hộ trì pháp tạng. Rốt sau thành Phật, đồng hiệu là Bủ Tướng. Tuổi thọ, sự giáo hóa đồng giống nhau. Những gì này đều nhân Phật chỉ dạy, nên bấy giờ gặp lại và được Phật thọ ký. Khi được thọ ký, các ngài đồng phát tâm vui mừng, thấy như được rưới cam lồ. Tới đây, tu lập lại lần nữa. Hàng thượng thượng căn như ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe qua một lần. Trong phẩm phương tiện là ngộ. Hàng thượng căn như ngài Maha Ca Diếp tu Bồ Đề, Phật nói thêm một ví dụ nữa. Trong phẩm thí dụ
các ngài mới ngộ. Còn hàng trung căn thì Phật phải giảng dạy thêm trong phẩm Quá Thành Dụ rồi mới ngộ. Đến hàng hạ căn thì chưa ngộ, nên Phật phải mấy phen nói đi nói lại để cho ngộ. Hết phẩm 9.